Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Củ Chi TV. Thì như mọi người đã thấy này, mình nuôi trong hồ á, thường mình để những cái vật dụng như là sứ nè, đá này, đá tổ ong đó, tổ ong đã sử dụng, mọi người đã nấu rồi, người ta nấu ra nó chỉ còn cái màu đỏ thôi, còn viên đá tổ ong này chưa nấu là màu đen. Thì đá nữa, đá này để ổn định nước nè, cái này là lọc nước, thằng này cũng lọc nước luôn, nhưng mà thằng này nó có tác dụng nữa là tăng pH. Mọi người sử dụng không khéo ngâm lâu quá pH tăng lên cá chết. Mọi người chú ý nhé. Thường là những cái hồ cá mình á thì thường này, mọi người thấy á, để hang tổ ong khá nhiều. Hồ nào cũng có. Đây. Hồ nào cũng có người, đây là miếng hang đá đây. À, hai ba miếng là nó nằm ở dưới cái đá nham thạch nữa. Ở đây cũng có luôn, hang đá đây. Và mọi người thấy không, cái tác dụng dụng của hang đá không? Hồ nào cũng vậy. Khi mà có hang đá vào cái hồ rất là trong, nước rất cao trong, cá sống vi vu luôn, rất là khỏe mạnh. Bởi vì khế mình thấy cái vật liệu hang đá này không tốn tiền luôn mọi người. Vật liệu không tốn tiền luôn, nói rẻ tiền thì không rẻ tiền, tại vì nó không có tốn tiền, mình đi xin là được thôi. Những ngoài những tiệm hủ tiếu hay là nấu bún riêu, nói chung là mấy cái tiệm bán đồ ăn á, thường mình ra mình xin là họ sẽ cho mình. Bởi vậy vừa cái tính tiện lợi rẻ tiền này mà cá lại, mọi người thấy không, sống rất là khỏe mạnh, sống rất là tốt luôn, bơi tung tăng nè, mọi người thấy à. Nên chính vì thế á, nên mình làm cái clip để chỉ mọi người cách sử dụng hang đá này như thế nào. À, mọi người đừng có nghĩ là lấy hang đá về là sử dụng được liền nha, nó không có tác dụng mà còn trái ngược, tác dụng là làm cho cá mình chết á, hoặc là cá mình nó chậm phát triển do những cái lượng chất tồn dư của nó ở trong hang đá còn rất là nhiều. Nên vì thế mình hôm nay mình sẽ làm cái clip này để chỉ mọi người cái cách từ A đến Z để làm sạch hang đá hiệu quả nhất có thể, rất là đơn giản thôi mọi người. Ok, như mọi người đã thấy ở đây là một bịch hang đá mình đã chuẩn bị sẵn nè. Đó, mình ra mình xin ở cái tiệm hủ tiếu á, người ta nấu hủ tiếu nè bằng hang đá này. Bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cái khâu quan trọng nhất, để đó là cái khâu lựa chọn hang đá. Mọi người thấy đây, một cục hang đá mới của mình đây. Ở trong lõi nó phải cứng như thế này mọi người, rất là cứng, ở ngoài nó mềm. Đây, cái này là nó chắc chắc chắn, ở ngoài nó sẽ mềm. Ở trong nó phải cứng, quan trọng là ở trong nó phải cứng, lõi nó phải cứng ngắc luôn. Có nhiều chỗ mình đi xin hang đá về á, ở đây nè, mình bóp một cái là nó bể luôn. Hang đá lõi nó rất là mềm, rất là dở, mình không dùng được nha mọi người. Mình chỉ sử dụng được cái lõi nó cứng như thế này thôi. Đây, những cái lõi cứng mới được nha mọi người. Nè mọi người thấy không, nó chắc cứng. Ở trong đây nè, cái phần mềm mềm này là chút mình phải loại bỏ đi nè. Đó, mọi người chú ý nhé, là không lựa những cái viên hang đá như này nè. Nè, mọi người thấy không? Đó, đây là những viên đá, những viên hang đá đốt cháy không hết. Thường thì nó sẽ nằm cái ngoài rìa thôi, nằm cái dòng này nè. Đó, người thấy không? Khúc này là đốt cháy không hết nè. Đó, mình phải một là bỏ nó, bỏ lớp không cháy hết này đi. Đó, mọi người thấy nè. Đó, toàn là lưu huỳnh không á, cá sẽ chết, lưu huỳnh rất là độc mọi người. Trong hang đá lưu huỳnh cao. Đó, những cái khúc này nè. Nếu mà những đá mình nhiều quá cái loại này, mình giục luôn. Còn ấy mình sẽ dẹt, đây đã nằm vòng ngoài mình dẹt, mình lấy cái lõi ở phía trong. Ok. Thường là những cái đó nằm như thế này mọi người. Đó, nó sẽ không hết. Còn mà khi mà mọi người dẹt ra thấy những cái đốm đen như thế này nè. Đen này á, mọi người thấy không? Đó, ở trong đây nó lại đỏ. Đen này á, là do nó cháy, nó đốt nó cháy. Còn mà những cái đường sọc kéo dài như thế này đó là do là nó đốt không hết. Tất cả độc hại lưu huỳnh ở đây. Nếu mọi người không loại bỏ nó thì mọi người biết hậu quả khi mà bỏ vào cái hồ của mình rồi đó. Nó sẽ làm cá mình đi. Nó sẽ làm, không phải là bỏ cái này vô là tốt liền, mình phải bỏ đúng cách, phải bỏ có hiểu biết nha mọi người. Ok. Đầu tiên á thì những viên như này á, là mình sẽ loại bỏ, mình giục luôn. Mình không dùng tới. Mình sẽ dùng những viên loại cứng chắc chắn là gút thôi. Cái đầu tiên á, khi mà mình cầm cái viên đá trên tay này á, đem về á, thì mình sẽ làm như thế nào? Đúng rồi, mình sẽ, mọi người á, mình sẽ loại bỏ đi này. Cái lớp này mềm nè, lớp này rất mềm nè. Đó,
và nó sẽ có tồn dư cái lượng đốt không hết ở ngoài đây, nên mình sẽ dùng một cái búa như này, mình gọt, dao hay gì cũng được, mình thì có cái búa này thôi, mình gọt cái viền nè, gọt một mắt qua đây, gọt hết những cái này. Cái này mà mình bỏ vô hồ á, cái này nó rất mềm, nó sẽ tan ra làm đục nước, dơ hồ nữa, không sạch hồ mà còn dơ thêm nữa. Ok, không dòng do nữa, mình sẽ đục tất cả cái này, đục xung quanh cái riền, lấy ở cái lỗi trong thôi nha mọi người. Ok mọi người, sau khi đập xong á thì nó sẽ như thế này. Đó, viên hang đá chuẩn của mình. Mọi người thấy ha. Những cái đốm đen này là đốm đen do trái nhá. Nè, mọi người thấy không? Đó, cái này là viên này giữ lại được, đó. Cái này là đen là do trái nha mọi người, chứ không phải ấy nha. Không phải là trái không hết nha. Nè, như thế này mới là trái không hết nè. Đó. Mọi người thấy không cái màu nè. Hai cái khác hẳn nhau ha. Mọi người lưu ý nha. Cái này bước này rất là quan trọng á. Mọi người mà chọn lựa sai một cái là bài cá mình đi với nhau mọi người. Rất là độc. Mọi người biết lưu quỳnh rất là độc mà. Trong con cá này. Ok. Để mình đặt xong hết cái này, mình sẽ đến cái bước thứ hai tiếp theo để mình chỉ cho mọi người cái cách loại bỏ lưu quỳnh trong hang đá, những cái tạp chất trong hang đá như thế nào. Ok. Sau khi đập xong nguyên cả bịch luôn rồi, mình chỉ lấy được nhiêu đây thôi. Nhiêu đây là phần dùng ngon lành tốt nhất của hang đá. Mọi người lưu ý á, là khi mình đập hang đá này á, là nhớ đeo khẩu trang nha mọi người, bụi bay lên rất nhiều. Đó là mình làm biếng thôi. Ví dụ mà mọi người xiên hơn mình một tí xíu á, thì mọi người xịt nước vào mình đập nó không có bay bụi nhá. Mọi người lưu ý chuyện đó nha, thì bảo vệ sức khỏe cho mọi người thôi. Và tiếp theo mình sẽ đi ngâm nó, ngâm nước nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ vào cái nước để mình ngâm. Mọi người có thể dùng bồn nước nè, mình là dùng cái bồn nước. Mọi người có dùng thau hay là bất kể cái vật dụng mà chứa nước á, thì mình ngâm nó, ngâm như này. Bỏ vào, ở trong đây có một viên hang đá nè, vì hang đá sẵn rồi, mình chưa đập ra tại vì mình xin được có viên à, nên mình làm biếng mình để đây luôn. Viên hang đá này mình ngâm khá lâu rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ toàn bộ hang đá này vào đây. Đấy. Ngâm hang đá này để làm chi, mọi người phải biết cái mục đích của nó là mình sẽ giảm cái lượng lưu huỳnh, nó tan ra những mấy cái độc tố này, mấy cái bụi nhỏ nhỏ li ti á, nó sẽ tan ra nha mọi người, nó sẽ tan ra khỏi cái viên hang đá của mình. Mình ngâm cái này thì được bao lâu? Thường là mình ngâm khoảng 3 ngày. Nhưng mà mọi người nhớ thay nước nha. Ví dụ ngày hôm nay ngâm là mình sẽ thay nước. Đây mình có cái van, mình thiết kế có cái van đây nè. Mình dặn ra mỗi ngày 24 tiếng là mình thay nước một lần. Đó. Mình loại bỏ cái lưu huỳnh trong cái hang đá. Cái lưu huỳnh á, mọi người có biết lưu huỳnh nó đốt cháy oxy rất là ghê. Mà cá mà mình bỏ vào, cá mà trong nước hết oxy, cá nó sẽ lờ đờ rồi nó đi luôn nha mọi người. Mọi người nhớ nha, mình ngâm tối thiểu 3 ngày. Tối thiểu nha mọi người. Đó. Nói chung là cái gì mà ngon bổ rẻ thì nó phải cực hơn rồi. Phải cực thôi. Ok, mình sẽ bỏ vào hết. Ngâm. Nhắc lại với mọi người, cho mọi người nhớ là phải ngâm 3 ngày nha. 3 ngày. Ngày đầu tiên 24 tiếng, phải rút nước, chế nước mới vô. Và sau đó mình sẽ làm như vậy 3 ngày là mình đã xử lý hoàn toàn những cái mà
dư thừa trong hang đá nha mọi người. Mình đã xử lý lưu huỳnh nè, những cái tạp chất và cái những cặn li ti trong trọng á đó. Đó. Ok. Tại này cái này là mình ngâm cái bồn nước lớn, diện tích lớn. Còn mà mấy bạn mà kỹ hơn mình á thì trước khi bỏ vào đây mình sẽ rửa sơ. Mình rửa qua một nước nha mọi người, rửa sạch qua một nước. Đó mình bỏ vào. Ok. Đó là cái cách xử lý hang đá mà mình đã áp dụng cho tất cả các con cá ở đây của mình. Cá sống rất là khỏe mọi người. Hy vọng là mình đã có một cái video chia sẻ kinh nghiệm nuôi cá mình đến mọi người thật hiệu quả và bổ ích cho mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nha. Mọi người nhớ subscribe và cho một like nha, để mình có nhiều động lực làm nhiều clip mới hơn nha mọi người ơi.